cho các bạn. Phía trước đây là chiếc xe Winnie ha. Đó. Thì anh khách hàng này đến với mình thì độ cái mâm lửa ba pha. Đó, một năm trước là ảnh đã lên cái dàn đèn khoảng 9 triệu bên mình các bạn nha. 9 triệu. Thì năm nay ảnh lên cái mâm lửa ba pha luôn ha. Đó. Một năm rồi, ảnh xài đúng một năm rồi các bạn, ảnh lên mâm lửa ba pha luôn. Thì cái mâm lửa ba pha này nó sẽ tải mạnh, khỏe hơn cái mâm lửa zin của mình các bạn nha. Đây là mâm lửa zin. Mâm lửa zin thì các bạn đang thấy là 12 cuộn ha, 12 cuộn lửa. Đó, 12 cuộn đèn các bạn. Đó. Ok, và khi mà lên mâm lửa ba pha thì nó tới 18 cuộn các bạn nha. Lúc này nó xe điện nó sẽ khỏe hơn ha, khỏe hơn khá là nhiều, nên các bạn xài đèn thì cũng vô tư luôn. Một cái xíu nữa đây thì mình sẽ video thực tế hơn ha. Anh chơi hai cục sạc là các bạn. Rồi. Các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ đo cái mâm ba pha này nha các bạn. Và mình chơi á, là hai cục sạc MXKing 150 Indonesia các bạn, sản xuất tại Indonesia luôn các bạn ha. Đó, cái cục hai cục sạc này thì nó sẽ mắc tiền hơn sạc Exeter 150 các bạn nha. Đó, ok, sạc Exeter 150 là sản xuất tại Trung Quốc nha các bạn. Rồi ok, cũng là sạc chính hãng nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc thôi. Ok, bây giờ mình sẽ mở khóa lên. Khi mình ghi điện mở khóa lên các bạn. Đó, bây giờ mình đầy máy lên các bạn nha. Đó, đầy máy lên là mức trung bình của nó là lên 14 liền luôn các bạn ha. 14 hơn liền luôn. Đó. Mâm ba pha nó rất là khỏe các bạn. Mức ra trung bình ha. Đó, là sạc lúc nào cũng ổn định nha các bạn nha. Lúc nào cũng ổn định hết. Ở mức này. Rồi bây giờ mình sẽ mở đèn. Tại xe này chơi rất là nhiều đèn luôn các bạn. Và còi đen xô nữa, rồi đèn trợ sáng nữa. Tí xíu mình sẽ quay ở phần trên đó cho các bạn xem. Rồi khi mình mở đèn nè. Mở một đôi bi nè các bạn. Một đôi bi nè, khi các bạn chạy ra tốc độ bình thường nè, tốc độ khoảng 30-40 nè, nó ở mức bình thường luôn các bạn, và có thể là 14 ha, 13 hơn. Đó, ga của nó rất là ổn định các bạn ơi. Điện của nó rất là ổn định khi các bạn mở một đôi bi cầu đó các bạn. Đó, đang mở một đôi bi cầu các bạn ha. Đó, một đôi bi cầu các bạn nha. Rồi mình mở pha là full hết luôn các bạn. Mở pha là full hết nè. Mở pha là full hết các bạn ha. Khi bạn chạy tốc độ khoảng 30-40 nè, cũng khá là ổn định các bạn nha. Full hết pha thì gồm có là những hệ thống đèn như thế nào. Một cây trợ sáng L4 và đôi bi cầu và một đôi đèn mini nữa là full luôn các bạn ha. Đó, ok, rất là khủng luôn các bạn ơi. Đây, đằng trước đây các bạn. Tí xíu nữa đây thì mình sẽ quay phía trước cho anh em tham khảo luôn. Đôi này là đôi Billet Gate Bugle 2.0 ha các bạn ha. Một đôi đèn trợ sáng chính hãng Jaco D20. Đôi 40W nữa. Đôi này 100W các bạn ha. Là 140W. Thêm một cây trợ sáng trên 40W nữa. Nói chung gần 200W các bạn nha. Gần 200W. Những hệ thống điện nữa, những hệ thống đèn LED nữa ha. Đó, LED vòng và Audi nữa ha. Và còi Denso nữa. Tí xíu mình sẽ quay cụ thể hơn. Rồi. Chào các bạn, bây giờ mình sẽ test bộ LED trước cho các bạn xem, các anh em xem tham khảo nha. Anh trai này anh ở đất nông lên shop mình độ cực kỳ khủng. Đó, bây giờ mình sẽ nêu ra những cái đồ chơi mà anh làm bên shop mình nha. Đây gồm có một đôi bi Gate Bugle 2.0 chính hãng các bạn nha. Và full vòng 3D hiệu ứng mắt quỷ luôn các bạn. I8 chỉnh lên áp I8 luôn. Và các bạn đang thấy ở đây là LED Audi chữ Y nữa ha. Full hiệu ứng chỉnh trên điện thoại luôn, áp I11. Hiện tại đang chỉnh lên áp I8 luôn nha. Và dưới là có chơi một cặp đèn trợ sáng. Đây là Jaco D20 chính hãng luôn các bạn nha. Rồi xe này sạc hai cục sạc MXKing 150 ha. Chơi cái mâm ba pha luôn các bạn nha. Mâm ba pha luôn 18 cuộn luôn các bạn ha. Và một cặp còi Denso và một cây trợ sáng ở trên. Nói chung là anh này anh làm hơn 10 triệu bên shop nhìn mình nha các bạn. Đó, ok. Vaccine anh lên mình. Chế độ vaccine nè các bạn. Đó, ok, quá khủng các bạn ơi, dàn đèn cực kỳ khủng luôn. Và cái mâm ba pha là cái mâm tổng trải nha các bạn. Nói chung là tải hết full dàn đèn này ha. Dàn đèn này gần 200W các bạn nha. Đâu đó cũng gần hoặc là chạm mốc 200W mà là hai cục sạc với mâm ba pha là đang chịu tổng trải nha. Rồi ok, các bạn đang thấy hiệu ứng số 1, hiệu ứng số 2 mà lôi mình. Hiệu ứng số 2 chạy lên, bây giờ mình chỉnh LED chữ Y trước ha. Thì nhiều hiệu ứng như thế này thì anh em sẽ không nghe nhàm chán khi sử dụng khi chơi ha. Ok, số 3 mà luôn em ơi. Số 3 đây các bạn, bullet ha. Số 3 này bullet nè. Đó, xanh đỏ. Rồi số 4 luôn.
Đó, số 4 tự động chuyển màu dần dần nha anh em. Số 4 tự động chuyển màu dần nha. Rồi ok, số 5 luôn em ơi. Số 5 ha. Rồi ok, số 6 luôn. Đó, quá chất anh em ơi. Anh em chơi cái bộ này là quá chất luôn ha. Rồi số 7 luôn. Đó, số 7 luôn nha. Đó, ok. Số 8 luôn. Đó, 8 nè, số 9 luôn. Rất là nhiều hiệu ứng luôn, rất là nhiều hiệu ứng luôn. Rồi, ok. Số 9 là chạy đuổi qua các bạn, chọn màu khác luôn em, chọn màu khác được luôn. Các bạn hãy chỉnh chọn màu khác được luôn nha. Rồi, đó, tùy ý anh em bạn bè chọn nha. Rồi, ok. Hiệu ứng A là từ 1 đến 9 hết hiệu ứng nó sẽ chạy qua hướng khác các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay về dummy, thí dụ các bạn không thấy thích hiệu ứng thì quay về dummy nè. Đây là dummy đang xanh ngọc nè. Chọn màu khác này, màu đỏ chẳng hạn, là cái tính năng này nó sẽ theo các bạn luôn. Các bạn khi các bạn không muốn chỉnh thì các bạn nó theo các bạn luôn. Đó, chọn màu thì mình chọn đó, sole được luôn, sole màu nè. Đó, sole màu ha. Đó, bên đây luôn em, bên đây luôn. Bộ led này cực kỳ khủng nha. Nói chung là cảm ơn anh trai anh ở Đắk Nông đã dành thời gian mà xuống đây làm, nói chung là full chiếc xe như thế này. Thì như shop mình thì mình cũng làm cho anh trai là nói chung là như giống như xe tâm huyết luôn các bạn, giống như xe tâm huyết luôn, làm cực kỳ, tới đâu thì mình làm kỹ tới đó thôi. Đó, ok ha. Và những tính năng phụ như là phanh, chế độ phanh nè các bạn. Đó, phanh này ha. Đó, khi các bạn bóp thắng nó sẽ nháy ha, rất là ấn tượng cho người ta nhìn luôn. Màu trắng này, phanh này chơi màu trắng mới chất ha. Đó, ok ha. Rồi số 2 coi, phanh số 2 coi. Số 3 nó còn nữa, số 3 cũng đẹp các bạn ha. Rồi số 4 đó, số 4 đẹp ha. Rồi số 5 đó, ok. Và bây giờ mình sẽ những cái tính năng như xi nhan đâu nè, mở nhanh kem, mở nhanh đó, mở nhanh nè, đó đó, vừa chớp và vừa chạy luôn ha. Chạy thì mình chỉnh được luôn nha các bạn, chỉnh được luôn nè. Đó, chỉnh luôn nè. Ví dụ các bạn thấy màu xanh ngọc không thích thì bạn chọn màu khác, ví dụ màu vàng chẳng hạn, màu đỏ chẳng hạn, màu gì mà các bạn thích màu gì chọn màu đó thôi. Xi nhan mà đó, móc thoại ra chỉnh luôn cũng được, và tính năng này sẽ theo các bạn mãi mãi luôn khi các bạn không muốn chỉnh. Rồi ok. Và bây giờ thì cái vòng với mắt quỷ này là nói chung cũng chỉnh được luôn các bạn nhé, quay ra chỉnh luôn thì mạnh luôn. Bây giờ sợ anh em qua xem, nói chung là video dài quá sợ anh em không có thích, mà tí xíu nữa đây thì mình sẽ test sáng. Quan trọng nhất là cái phần test sáng các bạn ơi, test sáng nó khủng ha, sao mới đã. Đó, bây giờ mình chỉnh mắt vòng thiên thần mắt quỷ luôn nha. Đó, số 2 này, số 3 nè, cũng giống như dưới thôi. Anh em mà thích hiệu ứng nào thì anh em để luôn, còn không thích thì mình thấy có thể mình chọn màu khác. Rồi ok, số 3 này, số 4 nè. Đó, thấy không em nè. À, rất là nhiều ứng luôn anh em ơi. Mắt quỷ mình chọn màu khác luôn em ơi, mắt quỷ luôn đi. Đó, mắt quỷ luôn. Bây giờ đờ mi nè, mắt quỷ nè, chọn màu khác là màu đỏ nè, màu xanh trắng nè, màu xanh dương nè, nhiều màu lắm các bạn anh em ơi. Lên bộ này là quá chất rồi. Rồi cảm ơn anh khách hàng đã ủng hộ shop nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi test sáng nó khủng cỡ nào thì mời anh em xem. Quên nữa, còn một cái phần đó là mod lại ổ khóa sáng đèn cho anh trai luôn. Cái này là tặng nha các bạn, tặng ảnh nha, nhiều quá, tại làm nhiều quá mình phải tặng thôi. Đó, khi mà các dòng xe Winix á các bạn, đời sau này nó có ổ khóa thì mở khóa lên lúc nào cũng tối thui, mình mod lại nhìn nó sang trọng hơn các bạn ha. Rồi ok, cảm ơn anh trai khách hàng đã ủng hộ, và bây giờ mình đi test sáng cho anh trai. Còi điện xô các bạn nghe trong video nó chát, chứ thật ra ở ngoài nó rất là hay các bạn nha. Rồi ok các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ test sáng các bạn nha. Anh ơi, bây giờ anh mở đôi trà sáng Jaco D20 ra anh. Đây là đôi trà sáng Jaco D20 cũng khá là ok các bạn, với cái tốc độ mà các bạn đi trên 100 km/h thì cái đôi trà sáng Jaco D20 này cũng tiếp ứng đủ cho các bạn quan sát kỹ nha các bạn nha, những cái chướng ngại vật nha. Rồi ok, anh tắt đèn luôn, anh tắt đôi trà sáng Jaco D20 đó. Anh mở một đôi bi cầu led lên đây, anh trai đổ một đôi bi cầu led bên shop mình nha. Đây là đôi bi led GetBG 2.0 rất là khủng các bạn ơi, sáng xé đường luôn ha, với như tâm nhìn ha. Đây là đôi 6K các bạn nha. Đó ok, đang có một chiếc đang xe máy đang đi ra thì đợi cho chiếc xe máy đi ra đi rồi mình sẽ test pha cho anh em xem luôn. Đó, rất là khủng ha. Anh trai này anh ở Đắk Nông lên shop mình nâng cấp nha, hình như là chiếc xe máy đó đang đứng ở tại chỗ luôn rồi, không có chạy nữa các bạn. Rồi ok, anh mở đôi sáng Jaco D20 lên nè, tắt pha ok. Đó, anh mở bi cầu lên, mở bi cầu luôn, đừng mở pha tại có người ta đang đứng trong đó, anh đừng mở pha. Rồi mở đôi trà sáng Jaco D20 lên nè, mở đôi trà sáng thôi, mở công tắc đó ok, không gây chói mắt người đi ngược lại nha các bạn, nên các bạn yên tâm. Đó, tăng cường ánh sáng thêm mạnh hơn nữa các bạn,
cực kỳ khủng luôn, dàn đèn này quá khủng luôn các bạn ơi. Đó, ok ha. Rồi mở để xíu luôn anh, để xíu luôn, mở để xíu luôn. Đó, quá khủng luôn các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ quay ngược ra phía xa. Phía sau này là những dòng xe phổ thông lưu thông qua lại, là những dòng xe máy nha, chưa nâng cấp ánh sáng nha. Đó, ok ha, các bạn thấy đèn tối thui không? Rồi ok, mở nè, cặp đèn mình nè. Ok, anh xích qua xíu cho xe hơi vô anh, xích qua xíu anh. Đó, xích qua xíu cho xe hơi nha các bạn. Rồi mình test tiếp. Đó. Đó, xe hơi đèn hơi tối thui luôn các bạn ha. Đèn hơi tối thui luôn ha. Đó, anh để ngay tâm giữa luôn anh. Ngay tâm giữa giống như hồi nãy luôn. Cảm ơn anh trai ở Đắk Nông đã ủng hộ shop nha, cảm ơn rất là nhiều luôn ạ. Đó. Quá khủng các bạn ơi, dàn đèn cực kỳ khủng luôn. Anh em có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình nha. Xe lên mâm ba pha luôn á. Rất là đầy đủ luôn. Và full luôn ha. Rồi, mở pha đi. Đó, pha nè các bạn. Đó, ok, tắt pha tại có người đang trong mình mở ít thôi. Rồi, cảm ơn em đã dành thời gian xem hết video nha. Bạn bè có nhu cầu làm xin liên hệ mình. Cảm ơn rất là nhiều ạ.